Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Và trong clip hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với các dòng laptop trong phân khúc từ 6 đến 7 triệu nhưng mà sở hữu một cái thiết kế cứng cáp với màn hình lớn và một cấu hình thì không quá mạnh mẽ nhưng mà nó đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dùng trong cái phân khúc này. Và trong clip hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hai chiếc laptop là HP 15BS576TU và chiếc HP 15BS553TU. Nó có cùng thiết kế hoàn toàn giống nhau nhưng mà cấu hình thì lại khác nhau một tí và giá bán thì cũng chênh lệch với nhau không quá là cao. Và hiện tại trên tay mình đang là chiếc laptop HP 15BS576TU thì các bạn có thể thấy là nó sở hữu một cái tông đen rất là sang trọng và cái mặt nách này thì nó làm bằng nhựa, ở phần sau cũng bằng nhựa luôn nhưng mà nó làm theo cái kiểu là giả vân vải ấy, nên là nó hạn chế cái việc là bám vân tay của chúng ta cũng như là tạo được cái sự sang trọng hơn. Ở giữa là logo quen thuộc của HP. Thì thiết kế của máy thì nó được bo cong ở bốn góc thì cái này nó tạo sự trẻ trung cũng như là thoải mái khi mà các bạn cầm. Về phía mặt sau thì nó vẫn là một cái thiết kế quen thuộc trên các dòng laptop tầm trung của HP. Thì các bạn vẫn có bốn cái nút đệm cao su nằm trên hai cái đường chéo của máy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khe của cái quạt tản nhiệt. Và dưới này thì chúng ta có một cái viên pin có thể tháo rời ra được. Phía trên này thì chúng ta sẽ có hai cái loa ngoài và chỗ này nó được hơi vác lên để khi mà các bạn đặt xuống một cái bề mặt phẳng thì nó sẽ có một cái khoảng không để mà khuếch đại âm thanh. Là một chiếc laptop đáp ứng cái nhu cầu tầm trung cơ bản của người dùng nên là nó vẫn sở hữu các cổng kết nối đầy đủ. Ví dụ như là chiếc laptop HP 15BS576TU mình đang cầm thì ở cạnh phải của nó thì chúng ta sẽ có một cái cổng khóa Klock, một cái cổng USB và một cái khe cắm thẻ nhớ. Và ở cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cái cổng nguồn, một cái khe thoát nhiệt cũng như là một cái cổng mạng LAN, cổng HDMI, hai cổng USB và sắt cắm tai nghe 3.5. Trong khi đó thì chiếc HP BS553TU nó lại khác một tí đi, đó chính là nó có thêm cái ổ đĩa quang ở phía bên cạnh phải. Về màn hình thì đây có lẽ là một điểm mạnh của cả hai chiếc laptop HP bởi vì nó sở hữu một cái màn hình khá là lớn lên đến 15.6 inch với độ phân giải là 1336x768 pixel. Thì cái độ phân giải này chúng ta vẫn thường thấy trên các dòng laptop trong khoảng 10 đến 12 triệu thì coi như là đây là một cái màn hình cho một cái trải nghiệm rất là tốt trong tầm giá này của cả hai chiếc laptop rồi. Thì với cái này thì mình có thể trải nghiệm xem YouTube, hình ảnh cũng như là xem video với cái chất lượng tương đối là ổn và xét trong mức giá khoảng 6 đến 7 triệu thì mình đánh giá khá là cao cái màn hình này. Và một cái điểm mà mình chưa ưng ý ở cái màn hình này đó chính là độ sáng của nó không cao lắm. Nên là khi mà các bạn sử dụng ở môi trường trong phòng hay là trong nhà thì các bạn có thể sử dụng thoải mái. Nhưng khi đem ra ngoài trời hay là nguồn ánh sáng mạnh thì các bạn sẽ bị hạn chế về cái ánh sáng của màn hình này. Và kết nối giữa màn hình và thân máy là cái cụm bản lề kép, nó được làm bóng lê như thế này đây. Thì trải nghiệm gập mở với cái bản lề này thì khá là thoải mái. Các bạn không gặp cái hiện tượng khó khăn hay là khựng lại khi mà mở lên cả. Tuy nhiên nếu mà các bạn dịch chuyển máy hay là rung chạm màn hình như thế này thì cái bản lề này nó tạo một cái hiện tượng rung lắc nhưng mà không quá nhiều, nói chung là không ảnh hưởng đến cái việc trải nghiệm cũng như là sử dụng máy của các bạn. Phần bàn phím thì có layout khá là quen thuộc với đầy đủ các phím chức năng và ngoài ra các bạn có thêm một cái dãy phím số bên này để làm việc cũng như là thao tác nhập liệu với các con số nữa. Và trải nghiệm gõ trên cái bàn phím này thì cũng khá là thoải mái. Tuy nhiên thì cái độ nảy của bàn phím không được mạnh nên là các bạn phải mất một khoảng thời gian để mà quen với cái kiểu gõ như thế này. Về phần touchpad thì ở đây các bạn sẽ có riêng biệt hai cái nút chuột phải và chuột trái luôn. Thì cảm giác vuốt chạm trên nó cũng như là cuộn trang thì hoàn toàn là thoải mái, nó không có hiện tượng gì cả. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn ra mồ hôi một tí thì nó sẽ có hơi có một chút rít tay. Thì cái này nếu mà các bạn thường xuyên lau tay đi thì sẽ không còn vấn đề gì cả. Về cấu hình thì đây là điểm khác biệt giữa hai chiếc máy tính mà mình giới thiệu với các bạn. Với chiếc HP 15BS576TU thì các bạn sẽ có CPU là Intel Celeron, RAM là 4GB, ổ cứng HDD là 500GB. Và với cái này thì các bạn có thể thoải mái lưu trữ cũng như là lưu video hay là lưu các tài liệu của mình. Và giá bán của nó là 6.490.000 đồng. Còn đối với chiếc HP 15BS553TU thì nó lại sử dụng chip Intel Pentium, RAM 4GB, HDD vẫn là 500GB giống như chiếc HP 15BS576TU. Và giá bán của nó thì nhỉnh hơn một tí là 7.190.000 đồng. Và cả hai chiếc laptop này thì đều đang được bán tại FPT Shop. Và đối tượng của nó hướng đến là những người dùng có một cái túi tiền eo hẹp nhưng mà các bạn vẫn cần một thiết bị để học tập hay là làm việc với một cái màn hình to lên đến 15.6 inch cùng một thiết kế khá là nhẹ nhàng. Đặc biệt thì chúng ta đang trong cái giai đoạn là back to school của các bạn học sinh, sinh viên thì đây là một cái sản phẩm rất phù hợp để các bạn đưa vào cái danh sách lựa chọn khi mà đi mua sắm laptop cho mình. Cảm ơn các bạn và nếu có lý hữu ích thì đừng quên like cũng như subscribe FPT Shop Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.